Vâng, xin chào anh chị Quyến Hàng nha. Chào mừng anh chị đã quay lại Toàn Trung Gia Lai. Hôm nay Toàn rất là vui. Vui anh chị biết sao? Vui vì Toàn có thể hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ những người có nhu cầu bán xe ngay tại thời điểm khách hàng mong muốn ở bất kỳ tỉnh thành nào. Toàn đều có người, bữa nay hiện giờ đang có người và đủ nhân lực để phục vụ tốt tất cả các anh chị rồi. Không còn chờ đợi từ Gia Lai vào, không còn chờ đợi từ tỉnh khác tới nữa anh chị, mà mỗi tỉnh thành tụi em đều có người và đều có nhân lực rồi. Nhất là ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì có nhân viên chính thức của Toàn Trung, Đà Nẵng cũng có nhân viên của Toàn Trung, tất cả các khâu hoàn thiện cho một cái hệ thống mua bán xe thẩm định giá toàn quốc tụi em đang dần hoàn thiện, nên là cũng rất là cảm ơn anh chị nha. Thì cái hành trình này tụi em sẽ làm giới thiệu anh chị là em đi Phú Quốc. Hành trình trước kia đi Phú Quốc rất là nhiều, anh em đi rất là nhiều, nhưng mà cái này đáng lẽ là trực tiếp Toàn đi, mà Toàn lại bận công việc về thủ tục pháp lý, bữa giờ xe cổ rút hồ sơ nó khó khăn, nên là cũng rất là đau đầu, đang tìm cách tháo gỡ, nên là không có thể đi làm nhiều cái hành trình mua xe trao tận tay gặp trực tiếp và giao dịch với khách hàng được, nên anh chị thông cảm cho nhân viên ở Sài Gòn bắt đầu bắt máy bay. Khách hàng chỉ cần nói chốt bán rồi, bữa nay rất là dễ anh chị. Đặt vé máy bay nay cũng rẻ, bay ra ngoài đó trong vòng 1 tiếng đồng hồ là có mặt tại Phú Quốc để xem và thẩm định xe. Cứ xe mới lướt là Toàn lên đường đi ngay, không có ngại hoặc là chưa bao giờ giảm nhiệt nha anh chị. Chưa bao giờ giảm nhiệt, chưa bao giờ giảm đổ máu mua xe, nên chị yên tâm. Bất cứ nơi đâu, cứ xe đẹp lướt, ưu tiên cho Toàn Trung, bảo đảm những cái nhu cầu, những cái mong muốn của anh chị, Toàn Trung đều đáp ứng được hết. Rồi thì nay tới bắt đầu lên máy bay bay ra Phú Quốc anh chị. Cái xe này là kể với anh chị luôn, là gửi với anh chị luôn, là xe này Xpander 221, đăng ký 22 mà đi có mấy trăm cây, chưa tới ngàn cây anh chị. Rất là mới, nên là Toàn rất là máu. Và Toàn mua cũng nói thật sự, mấy cái xe này Toàn mua cũng gần bằng xe mới anh chị. Mặc dù là nó xa, nhưng mà Toàn không có tính cái khoảng cách xe gần, không tính chi phí. Gần như là em không có suy nghĩ là ở ra Phú Quốc đi vé máy bay, đi tàu về, đi tàu thuyền bao nhiêu, mà em suy nghĩ là ở tại chỗ em hoặc là xung quanh em không có con xe này thì bắt buộc em đi xe mua được cái xe đẹp, nhưng mà về lời chi phí cao nhưng mà lợi ích cũng được, nhưng mà có được những sản phẩm mà như ý để gửi gắm đến khách hàng anh chị, nên là em mới cất công em đi như vậy và tìm được nhiều xe đẹp anh chị. Như vậy là nhờ vào cái ý chí, nhờ cái quyết tâm, cái định hướng rất là rõ ràng và cụ thể, không ngại xa xôi, không ngại chi phí, không ngại giá cả, chỉ ngại xe nát xe xấu thôi anh chị. Nên là anh chị có xe đẹp cứ chia sẻ từ các anh em sale, từ khách hàng, bạn bè, người thân, cứ giới thiệu cho em. Thì nếu mà sale thì em sẽ trích hoa hồng khi mà em làm việc trực tiếp với chủ. Tất cả các sale khách mà đổi xe hoặc là khách cũ muốn bán xe thì đều có liên hệ toàn sẽ thẩm định cho, tương tác cho, kết nối làm ăn được thì gắn kết còn lâu dài, còn ổn định cho cả hai nữa anh chị. Rồi tiếp theo là anh chị biết bạn bè mà chính anh chị biết là người đó đang đi cái xe đó rất là kỹ và muốn bán, muốn lên đời thì hẳn cho Toàn số, chứ đừng có thấy là đã đăng trên mạng hay là cũng không quen biết người đó mà giới thiệu Toàn, nó thôi thì Toàn cũng không mua và không làm được nha anh chị. Nên là anh chị cũng gợi ý nhỏ nhỏ với anh chị là giúp giùm Toàn biết người thân, người quen, bạn bè mình chính xác đang đi cái xe đó, người đó tính tình như thế nào, đi giữ kỹ ra làm sao thì hãy giới thiệu Toàn. Chứ nhiều lúc là Toàn xa xôi rồi cũng mất thời gian, mất công, em đi cũng rất là vất vả, đi rất là nhiều nơi và thẩm định không được và đi mua đi về rất vất vả, cái đó cái mua bán phải chịu, nhưng mà em hạn chế bằng cách đó. Anh chị cố gắng giúp giùm Toàn bằng cách là biết người thân, người quen đang đi ngon lành thì hẳn hẳn giới thiệu anh chị. Rồi sẽ tới sân bay Phú Quốc. Cuối video này sẽ có một những khó khăn khi Toàn gặp phải. Xe đụng xe nát thì Toàn không quay nữa, thí dụ gặp đúng xe đó mà người khách hàng không biết hoặc là không cố tình hay gì đó, Toàn đều xin lại tiền và đi về, không có đòi hỏi thêm gì, vẫn vui vẻ. Chỉ có cố tình lừa hay là có mục đích xấu ảnh hưởng đến người khác thì em mới quay lên thôi, nên anh chị yên tâm nha. Đây là cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Cuối video này sẽ có một cái bạn lừa em cái xe AdSense, thì không à, bạn có coi video này thì liên hệ ngay với Toàn cho bạn cơ hội rất là nhiều rồi, từ thứ tư cho đến hôm nay là thứ hai, là coi như là rất là tôn trọng khách hàng rồi. Mà không liên lạc được là bắt buộc Toàn phải đăng lên đây để tìm bạn, không thôi Toàn sẽ làm đơn để khiếu kiện lên cơ quan chức năng, để không thể nào mà cứ để tình trạng đi lừa gạt như vậy được.
Rồi bắt đầu giờ bắt Grab đi về chỗ xe Xpander cọp số xe. Xpander cọp số xe hôm nay rất là hiếm xe anh chị, rất là hiếm và rất là khó mua. Rất là khó mua tại vì xe mới nó cũng cũng hạn chế nhập về anh chị. Và khách bữa nay làm dịch vụ du lịch cũng nhiều nên là cần cái xe này. Đó. Cái điện thoại của em lúc nào nó cũng đổ chuông anh chị, lúc nào cũng tin tin anh chị. Thông cảm giùm Toàn nha, Toàn rất là nhiều công việc nên là cần bán xe hay gì anh chị cứ liên hệ 0922 325 679 hoặc là 0979 325 679 hoặc là 0777 26 26 29, các bạn sẽ hỗ trợ tốt cho anh chị. Còn em thì phụ trách điều hành thôi anh chị, phụ trách điều hành nên là anh chị cố gắng có khiếu nại cái đồ gì thì Toàn giải quyết nó nhanh và kịp thời. Điện thoại Toàn mỗi lần mới bóc máy lên mà không nghe khiếu nại mà nghe hỏi giá xe rồi bớt này bớt kia nó rất là ồ, xe đây 5.000 anh chị, 5.000 chứ không phải mấy trăm. Em nhiều lúc cũng bị nhầm anh chị, có một chiếc mấy trăm nữa, có một chiếc mấy trăm ở Phú Quốc nhưng mà cái đó là cái con xe 222 mà em mua trước trước kia, nhưng mà khách là qua không phải khách ở Phú Quốc nhưng mà em nhờ chạy qua cái gì bên phà là Kiên Giang hay là cái gì đó để giải ngân ngân hàng, em nhầm nha anh chị. Em còn chiếc 22 mấy trăm cây nữa cũng ở Phú Quốc biển Nghệ An, khách không công chứng được em cũng nhờ hỗ trợ dịch vụ cũng cũng này nọ. Phú Quốc hình như là bây giờ là một cái thành phố chắc nhiều nhiều xe, nhiều nhiều tỉnh thành nhất đúng không chị, biển nó gần như là cả nước, em thấy cả nước đổ về Phú Quốc đó, gần như là hợp chủng nguyên một cái Việt Nam thu nhỏ luôn anh chị. Đó, theo như anh em báo lại với em là ra đó toàn là biển tỉnh ngoài, là em thấy là Phú Quốc là nhiều nhất á, đa quốc gia. Cái xe này rất là ok nha anh chị, 5.000 cây rất là mới. Anh chị nào quan tâm xe này liên hệ, xe này cái lúc video này lên thì xe đã về tại cửa hàng rồi anh chị. Giá cả thì mong anh chị liên hệ bán hàng bên em 0979 325 679 hoặc là 0777 26 26 29. Nhiều lúc anh chị điện các bạn đang tư vấn không bắt máy được thì anh chị có nhắn tin Zalo hoặc là đợi cuộc gọi lại anh chị nha. Nếu mà sơ suất các bạn mà có bị sót thì anh chị nhắc giùm em hoặc là anh chị nhắn tin Zalo giúp giùm Toàn, chứ nhiều lúc anh chị cũng sợ anh chị hiểu lầm là Toàn Trung không muốn bán xe hay sao, không bắt máy rồi không điện lại, nhiều lúc bị sót cuộc gọi anh chị. Rất là nhiều cuộc gọi tới để tham khảo xe, giao dịch xe này nọ trên toàn quốc. Rất là cảm ơn cái tình yêu thương của anh chị đã ủng hộ. Toàn Trung đang cố gắng càng ngày càng hoàn thiện cái khâu phục vụ, chăm sóc và tư vấn bán hàng anh chị. Tuyển dụng một con người kinh tư vấn hiểu để tư vấn xe cho anh chị và có cái tâm để đưa đưa tới những sản phẩm tốt cho anh chị, thì cái đó là cái mà bài toán nan giải Toàn đang cố gắng Toàn giải với anh chị nha. Nên là anh chị không hết sức thông cảm, nếu có gì sơ suất thì cho Toàn xin lỗi và cam kết với anh chị sẽ có một Toàn chung theo ý khách hàng, từng khách hàng một, từ khách hàng khó tính nhất đến khách hàng dễ tính nhất nha anh chị. Mỗi ý kiến đóng góp của anh chị em đều đọc và em đều rút ra kinh nghiệm bài học rất là giá trị quý báu cho Toàn. Thì Toàn một lần nữa chân thành cảm ơn anh chị. Có xe cũ bán hay là mọi thứ cần giao dịch mua bán gì anh chị cứ liên hệ ba số hotline trên, và có khiếu nại góp ý gì đó anh chị cứ để lại bình luận, Toàn sẽ đọc hết và Toàn sẽ xử lý trước đã rồi xong bắt đầu mới trả lời những bình luận anh chị sau nha. Nhiều lúc em đọc xong em ghi nhận em đúc kết xong rồi bắt đầu em họp nhân viên em cải tổ nhân sự. Đó là một cái không có gì hay, không có gì phát triển mạnh mẽ bằng bằng cách là học học hỏi và chia sẻ những cái ý kiến với khách hàng. Đó. Cũng cái đó là lời khuyên cho các bạn mà muốn làm kinh doanh nha, luôn luôn lắng nghe từng ý kiến một, có đúng có sai đều phải lắng nghe và coi thử mình vấp ở đâu để biết đường sau này cải thiện và hoàn thiện anh chị nha. Rồi tới bến phà, giờ với cái phà để lên thuyền về đất liền và sau này về cộng với chi phí xe này em cũng giật mình đó, rất là nhiều chi phí bay ra rồi lên phà chạy về rồi anh em đi ăn ở lại ngủ lại chứ đâu có thể ra là về liền được anh chị. Nên là một lần mua xe rất là ở Phú Quốc rất là nhiều chi phí nhưng mà Toàn cũng ok thôi. Toàn cái đó là cái công việc cá nhân của Toàn, Toàn sẽ miễn sao Toàn bán cho anh chị cái xe giá đúng giá trị nhất, chất lượng nhất này, đúng giá trị nhất và không cao cho anh chị so với giá thị trường. Còn anh chị nào cứ chứng minh giá thị trường mà chỗ nào mà bán rẻ hơn km như vậy, bán rẻ hơn chất lượng như vậy, Toàn sẽ bán rẻ hơn cho anh chị.
nên là giá cả anh chị nên tham khảo nha, trước khi mà đưa ra những cái bình luận gây hiểu lầm và cũng gây áp lực. Nó thật sự đọc áp lực, mình bán một con mình bán xe mà bị mang tiếng là bán cao, em không thích. Em thích là bán cho anh chị là anh chị kêu hợp lý nè, xe ok nè, chứ còn không muốn là xe em rẻ quá, em bán con xe rẻ quá nha anh chị. Không bao giờ tổng muốn điều đó. Cái thất bại là kinh doanh mua bán mà bán cao quá hoặc bán rẻ quá anh chị. Bán phải hợp lý cho cả đôi bên, để sau này anh chị còn đổi bù trừ rồi cấn trừ rồi vui vẻ thân thiết và gắn kết anh chị. Đó là những cái tâm tư, cái nguyện vọng, những cái chia sẻ của Toàn, mong muốn anh chị và quý khách hàng đồng hành cùng Toàn trong cái quãng đường kế tiếp rất là gian nan và khó khăn trong ngành ô tô này. Mới đầu là cái suy nghĩ của em là khác, nhưng mà sau này bị cuốn anh chị, nó thật sự sau này bị cuốn và cái tình cảm anh chị dành cho Toàn quá lớn, nên là Toàn cũng bị cuốn theo, cố gắng làm tốt mọi thứ, nên là cũng đang gọi là hết sức quá tải anh chị, quá tải. Ngay từ ban đầu thì em cũng không có dự định là mở to và bán nhiều như vậy đâu, cũng không có dự định là mua tùm lum xe như vậy đâu. Dự định của em là cũng bình thường, nói chung vẫn duy trì ngành nghề của mình thôi. Còn nghề chính của em vẫn là Honda ủy nhiệm, vẫn là buôn bán kinh doanh những sản phẩm xe mới tinh và chăm sóc dịch vụ sửa chữa sau bán hàng. Đó là những cái đó là những cái định hướng phát triển của Toàn lâu dài. Cái ô tô đây là cái mà làm và làm thêm, nhưng mà cuối cùng là nó gần là chính rồi anh chị. Tới hiện tại nếu mà phát triển ở Hồ Chí Minh, phát triển ở Hà Nội, anh chị cứ cuốn em theo như vậy nữa thì gần như là vấn đề rất là lớn nan giải. Giờ rút ra không rút được anh chị, tại vì giờ cũng mê quá rồi, cũng cuốn theo luôn, cũng cuốn theo anh chị, cuốn theo tình cảm anh chị, những cái ủng hộ, những cái lời cảm ơn, những cái lời động viên của khách cũ mua xe và những cái anh chị tham khảo xe. Nói chung là bị cuốn rất là nhiều anh chị. Ở Xpander này cũng rất là đẹp anh chị ha. Anh chị thấy cái con Xpander thế nào? Riêng Toàn thấy nhìn nhận là cái số sàn mà 1.5 mà giá lanh quanh bốn mấy, 500, hơn 500 á, mà 7 chỗ mà rộng rãi như vậy, và máy tiết kiệm như vậy, model và form dáng đẹp như vậy, và cái dòng xe của thương hiệu Nhật nữa thì em thấy hợp lý này ha. Hợp lý, nó gần như đánh bật mọi đối thủ luôn. Từ lúc nó ra mắt tới thời điểm bây giờ cũng đã, từ lúc ra mắt từ năm 2018, bây giờ năm nay 2022 là cũng đã 4 năm rồi anh chị ha. 4 năm cho một cái sản phẩm mà luôn luôn dẫn đầu như vậy thì quá tuyệt vời. Chúc mừng Mitsu. Chúc mừng Mitsu Xpander là cứu, gần như là không biết em nói đúng không, gần như cứu lại cái tên tuổi của Mitsu á. Nó đã bị chìm với những cái mẫu Panjero máy xăng 3 chấm ì ạch hao xăng, với những cái Mitsu Jolly cũng hao xăng. Nói chung nhắc về xăng không à, nhắc đến Mitsu là nhắc về một cái cỗ máy nuốt xăng. Nhưng mà sau này ra Xpander mọi thứ lấy lại lòng tin của khách hàng, người hâm mộ, khách hàng tin yêu ủng hộ, rất là chúc mừng Mitsu và phát triển sau này họ phát triển thêm các dòng. Nhưng mà em thấy Mitsu vẫn là, Xpander vẫn là cái xe mà ghi dấu ấn cao nhất của họ hiện nay nha. Kể cả Outlander bây giờ em thấy cũng không đánh giá cao, mặc dù anh chị có thích không chứ em chạy không thích, nó cũng ồn và nó cũng dở mà, nó cũng so với Tucson nó không so được. Đấy. Không biết anh chị nào cứ chia sẻ với Toàn là Outlander gấp chục lần Hyundai Tucson ở Santa Fe về cách chạy á, thì Toàn nói thật sự là không biết anh chị chạy sao, chứ còn lúc mà Outlander nhập Nhật nha, xe Việt thì em chưa chạy, em có nhiều rồi á nhưng mà em chưa chạy lâu. Nhưng mà xe nhập Nhật lúc mà mới ra mắt tại thị trường Việt Nam, Outlander là nhập Nhật á, thì em nói thật em chạy chẳng ra gì. Em đã lên những cái dòng xe mà nội địa Nhật là em thích lắm, nó thật sự nó thích, và lên em chạy. Lúc ấy vẫn đang làm Honda, em lên em chạy và em trải nghiệm rồi, em trải nghiệm rồi và em thấy nó ồn và nó dở cực kỳ. Đó là cái cá nhân của em nha, cá nhân của em là người khách hàng sử dụng, chứ không phải là đại diện cho một thương hiệu nào để bôi nhọ nha anh chị nha. Cái này cũng nói luôn và nói luôn với đại diện Mitsu ở đây, cảm giác của cá nhân mỗi khác nhau.
Nên là cái này không không có đánh đồng nha, không đánh đồng kiện tụng tùm lum hết. Đẹp không chị? Phú Quốc đẹp hơn. Phú Quốc đẹp mà em chưa ra Phú Quốc bao giờ. Cái xe Mitsubishi Xpander nghe nói bán là cái mục đích của em là em ra đó. Mục đích của em đi á, nhưng mà không đi nổi anh chị, không rút chân ra nổi, tại vì còn quá nhiều cái. Thì mong muốn đợt tới này mà em làm được ở thành phố Hồ Chí Minh đó, là có các nguồn nhân sự, nhân lực em quản lý, em điều hành nó tốt, nhân sự nó dồi dào đó, dẫn đến mình chia sẻ và mình đào tạo các bạn, training các bạn, thì hỗ trợ em rất là nhiều. Lúc đó em đi chơi, em quay vlog video, một tương lai em vậy. Mong muốn là em muốn nghỉ hưu sớm rồi anh chị, em mới có ba mấy tuổi, giờ muốn nghỉ hưu sớm rồi. Em muốn mình làm xe thương hiệu, rồi mình làm cái chất lượng và duy trì cái chất lượng đó. Rồi tiếp theo là xe Accent anh chị. Cái đây là cái sở thích mà cực kỳ, và cái định hướng của Toàn Trung, nó dần dần nó có kết quả. Đó là những cái xe mình bán ra là mình mua lại, thẩm định và mua lại, mua lại và mua theo đúng với cái giá trị của nó nha anh chị nha. Khách hàng có quyền đi tham khảo những cái xe mà Toàn mua lại á, những xe mua Toàn và bán lại, không có câu chuyện mà ép giá hay là này nọ từ chối mua đâu anh chị. Gần như là vẫn tranh giành mua giống như cái thời điểm mà ban đầu á, ban đầu anh chị đi tham khảo, anh chị bán, anh chị mua xe mới, anh chị bán á, nó thật sự giống như như vậy luôn á. Gần như là 40% là em không mua lại được, không mua lại được xe em bán ra, tại vì những cái xe em bán ra anh chị tham khảo, có nhiều salon họ cũng thích quá, họ không tìm đâu ra được cái xe như vậy. Không, cái này em nói thiệt, nói bằng tấm lòng của em luôn á, chứ không phải nói để quảng cáo đâu. Em cũng thừa cái uy tín và thừa cái tin tưởng của anh chị. Anh chị tin là đến mức mà em chỉ cần để số khoản cái xe này bao nhiêu tiền là anh chị chuyển thôi, không cần hỏi nhiều, thừa đến mức đó rồi, nên là không cần tạo thêm đâu anh chị. Nói thật, thừa đến mức mà khách hàng còn tranh giành nhau mua xe, rồi còn cãi nhau, rồi mình còn xử lý cái khiếu nại mà không bán cho người này bán người kia, là anh chị đạt đến cái mức đó thì anh chị biết là em không cần tạo nữa đâu. Nói thật, em không có tạo, và em tạo là biết liền à. Tạo với ai? Với tạo với những người mà khách hàng lớn tuổi, những người mà đã thành công trong công việc và cuộc sống, và họ đã mua sản phẩm ô tô thì không bao giờ qua mắt được họ anh chị. Nên là cái gì thật nhất, cái gì chân thật nhất là mình chia sẻ thôi. Nên là anh chị nhiều lúc không hiểu thì cứ nói Toàn sẽ đang là tạo uy tín thế này nọ. 2 năm qua thì tới giờ này em không cần làm gì nữa đâu anh chị, em cũng đủ ăn rồi. Nên là có gì hay thì em nói, em chia sẻ, thì vô tình nó dẫn đến là anh chị hiểu lầm là Toàn quảng cáo cho chính bản thân Toàn. Nên là tiếp tục cái câu chuyện những cái xe của em bán ra, nó thật sự 40% em mua lại được, vì lý do là anh chị tham khảo cả là mất xe liền, người ta họ mua liền ngay lập tức liền. Cái đó cái sướng cái buồn của mình, nhưng mà cái cũng cái sướng trong lòng anh chị, cũng có phần sướng trong lòng là những sản phẩm của mình cũng được tất cả mọi người công nhận và họ hài lòng anh chị nha, hài lòng đó. Xe thì kiểm tra như tình trạng ban đầu, gần như nếu mà xe này thì lỗ 30 thôi, cứ em cứ vậy thôi, 30 xong bán người khác. Xe này thì anh mua hình như cũng lâu rồi, mấy tháng cả năm nữa. Tiếp theo là cái Elantra, xe này anh mua mới có mấy tháng à, nhưng mà anh có công việc nên là điện Toàn qua để lại. Và cái chính cái xe này em cũng bị anh em lái ở Đắk Lắk chửi luôn nha. Điện lúc em mua xong rồi á, họ họ cái này em nói thật luôn nha, không nói láo, không thề luôn á, là họ điện họ họ nói với em là tại sao xe họ đang làm anh em hết mà qua tới đây tranh giành, không thiếu xe mua sao kia. Thì em có nói là thật sự với bạn á, là xe này là xe Toàn bán ra thì Toàn thu vào, và tại sao Toàn thu như giá như vậy thì Toàn không thể nào thu giá thị trường được, không thu giá thị trường được nha, tại vì khách hàng sau này cũng sẽ mua Toàn nữa, nên là mình lời ít đi một xíu, nhưng mua được giá cho người ta một xíu, rồi để sau này họ còn ủng hộ mình nữa. Chứ còn câu chuyện nếu mà mua bán mà thí dụ biết xe anh em đang làm, chỉ cần nói Toàn một tiếng thôi là Toàn không thiếu xe mua, Toàn sẽ nhường ngay, Toàn sẽ nhường ngay, Toàn không có đi phá hoặc là đi đấu đá đấu tranh với ai để giành một con xe đâu. Em rất là nhiều xe mua nên là em không giành đâu, nên em thông cảm nha. Những cái xe mà Toàn bán ra thì Toàn mua lại giá tốt cho người ta hơn anh em, cái đó là điều hiển nhiên và điều bắt buộc, đó là điều hiển nhiên và điều bắt buộc trong vấn đề kinh doanh nha. Còn những cái xe mà không phải Toàn mua thì không phải Toàn bán ra, thì khách hàng bán cho Toàn và đi chào anh chị, và anh chị muốn mua xe đó anh chị nói Toàn nhường,
thì vì tình nghĩa đồng nghiệp và vì cái tình cảm thì Toàn sẽ không mua nữa. Nói thật Toàn sẽ trả lời thẳng, có bao nhiêu em không tin là anh chị mua bán, anh chị cứ liên hệ Toàn, Toàn đưa ra những cái bằng chứng là đó, xe đó Toàn đang trả giá đây, ví dụ Toàn đang trả 500 mà anh chị trả 490, khách hàng đi tham khảo anh chị trả 490 mà khách nói là Toàn chung mới trả 500 rồi, thì anh chị điện cho Toàn một tiếng thôi, khách điện lại cho Toàn, Toàn sẽ nói không mua nữa, Toàn từ chối mua. Xe mà lộ thông tin là Toàn nói thẳng luôn, Toàn từ chối mua luôn, lấy tên Toàn ra để làm giá và đè giá người khác thì Toàn không mua nữa luôn. Em có mấy trường hợp, rất là nhiều trường hợp rồi đó, khách tham khảo xong rồi cái điện lại cho Toàn, Toàn kêu không em mua nữa. Cũng nhiều khách chửi cái la, nhưng mà cái đó cũng không đúng, anh chị làm sai với em thì em cũng có thể sai với anh chị, chị là bình thường, chứ còn em mua của anh chị là thành ra em đấu đá với anh em đồng nghiệp, là ra xã hội em còn phải làm ăn kinh doanh nữa, chứ còn cứ gây thù hoài đâu được. Có rất nhiều bạn ức chế mất xe là đã đe dọa Toàn rất là nhiều rồi, nhưng mà Toàn nói các bạn, Toàn làm đúng Toàn không ngại đâu, nhưng mà chẳng qua là anh em có cái văn hóa thì cứ điện Toàn nói trước một tiếng, xe đây anh đang làm, thôi Toàn nhường đi, Toàn nhường đi, đừng có mua nữa. Thì em mua tỉnh khác, em mua cả nước mà, thiếu gì xe em mua đâu mà, quan trọng em có thích mua hay không thôi, chứ còn em không thiếu, ngày em mua cả chục xe có mà, nên là không có thiếu đâu anh chị. Nên anh chị nếu mà ít nguồn xe quá hay gì đó thì anh chị cứ nói, chứ không cần thiết mà phải khó khăn và thù ghét cá nhân đâu. Em làm ăn em không muốn cái vấn đề đó, nên là nhân video Toàn nói rõ các anh chị mua bán xe nào đó, nên là anh chị thông cảm nha. Cứ có gì cứ điện thoại, đừng có im rồi gây ức chế trong lòng, rồi dồn nén rồi đẩy hết cho em là không được nha. Pháp luật họ sẽ trừng trị đấy, em có thể bị gì, nhưng anh chị ảnh hưởng rất là nhiều nha. Nên là có nhiều người không đe dọa trực tiếp, nhưng mà nhờ người này nói, người tác động, nên Toàn nói lại một lần nữa với anh em mua bán á, anh em với Toàn luôn luôn là đồng nghiệp, và cũng mong muốn anh em đó có gì đó thì cứ điện thoại trao đổi thẳng thắn với Toàn. Toàn thoải mái lắm, Toàn đã khách hàng mà Toàn đã phục vụ cỡ đó được, mà anh em bạn bè đồng nghiệp thì không mới gì mà mình không hỗ trợ được. Nhưng mà Toàn sẽ không tiếp tay nha, không tiếp tay cho anh em làm những cái bẫy, cái ẩu là xe anh em có bị đâm đụng hay gì đó bán ra hay này nọ, Toàn đều phải gặp thì Toàn phải đều phải nói. Còn mà mua bán thì có thể nhường nhau được, nhường nhau được, chứ còn mà anh em làm sai thì có bắt Toàn làm không đúng là nó mất thương hiệu của Toàn nha. Nên cái đó anh em cũng thông cảm. Còn xác định là Toàn mở thêm cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh là thực hiện đam mê thôi, cũng không có cạnh tranh, không đua bơ với gia đâu anh chị. Em cũng đã có đủ cái công việc của em rồi, nó ổn định rồi, nên là nó làm thêm duy trì vui thôi, chứ không có mở ra mà cạnh tranh rồi ảnh hưởng đến ai đâu. Giống như dòng xe mỗi người mỗi dòng xe mà, nên là cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu anh chị. Quan trọng là anh chị cứ thay đổi phương pháp kinh doanh, tư duy kinh doanh thì nó tốt thôi. Em giống như em có khi là em còn đang làm thị trường tốt lên để khách hàng không mua xe mới nữa, chuyển qua mua xe cũ, miếng bánh nó chỉ có bự ra, chứ nó không có thu hẹp nhỏ lại đâu nha anh chị. Nên là anh chị đừng có sợ, đừng có tiêu cực dẫn đến mất tình cảm anh chị nha. Rồi đây em cũng gửi gắm đến cái bạn ở Sóc Trăng nha. Tiền của anh thì em có thể lấy được, nhưng mà hậu quả thì em gánh rất là lớn đó, nên em coi lại. Anh đã cho em trong vòng 5 ngày 6 ngày anh liên lạc bằng mọi số điện thoại em đều chặn hết, thì em phải liên lạc lại ngay với công ty, chứ anh lại liên hệ với cơ quan công an, anh gửi đơn một cái là tiền của anh em không lấy được, mà em còn phải chịu trách nhiệm hình sự nữa nha em. Đó, hẹn lừa Toàn là thứ hai công chứng, mà cuối cùng bây giờ điện không bắt máy luôn, chặn số luôn.